Tối nào ngủ rồi cũng nghe như vậy dạ rồi mới ngủ được, còn không dạ mở thì cũng ngủ được hả? chỉ hết trong clip ra không biết bao nhiêu của Thành Nguyên này, biết luôn thiên nào nó khó, một người làm dữ bằng cái cô Kiều các em. Nó thích gì cái tâm tư nguyện vọng là con người, không có đòi hỏi gì cao sang quyền quý, tự hai bàn tay trắng là nó thích cái người đó. Nó có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, dễ gì kiếm mấy người được gì. Nó, mình thương cho thật với nhau, đừng có thương giả dối. Nhiều khi cái chuyện tình cảm nó cũng khó nói ha, chỉ Dạ cần một cái lời nói của một nhân vật nào đó mà chạm đến trái tim của mình một cái là dạ nó thổn thức cũng biết sao mà à, nói thương dữ luôn lắm luôn, coi như bẻ cái máy giùm mình ôm mình hôn gió thiệt, nó thấy cưng luôn đó nha, không có thật luôn á anh Nguyên, thấy cưng luôn, thấy thương luôn á, thương thiệt tình luôn á, chứ không phải thương thương giả đâu. Rồi, Thành Nguyên mình vào. Dạ, xin chào. Rồi, Thành Nguyên chào anh nha. Dạ. Lần đầu tiên anh gửi lời tới cho các cô chú các anh chị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nè. Dạ, Hồng Chính đến đây trước nhất thì xin kính chào hai vợ chồng và anh Thành Nguyên được nhiều sức khỏe và thọ cộng gì họ Cộng đồng mạng hả? hội đồng mạng đó là dồi dào là như ý đó là Hồi hộp quá hội đồng phải cùng Rồi ngày hôm nay anh đến từ đâu và anh đi cùng ai hôm nay ạ? dạ Hồng Chính đi của mình nên từ đó Anh là An Giang, Hậu Sơn Giang tính đến đây. Thoại Sơn An Giang ạ. Dạ Rồi từ Thoại Sơn An Giang là mình đi về đây, Cần Thơ đây là lúc mấy giờ ấy ha? đi lúc lúc 6 giờ mấy. 6 giờ mấy sáng. Dạ Mà bây giờ là đã 10 giờ rồi. dạ Vâng. Rồi, anh cho Thành Nguyên hay về họ tên, năm sinh cũng như là công việc của mình hiện tại như dạ thế nào ạ? Hồng Lê Hồng Chính sinh 1965. Anh Lê Hồng Chính, Dạ Lê sinh Hồng Chính sinh 1965. 1965, Vâng. quê quán Hậu Sơn An Giang. Thành Nguyên xin phép được gọi anh Chính là bằng anh, bởi vì là trên giấy tờ đó thì anh Chính cũng hơn Thành Nguyên có đâu có mười mấy tuổi thôi. Dạ Cho nên là nếu như mà quý vị nào mà thấy anh Chính tóc bạc mà thấy hơi cứng tuổi ấy, thì có nhiều người sẽ hiểu nhầm là nói là Thành Nguyên xưng hô nó không có đúng. Nhưng dạ trên thực tế thì Thành Nguyên có thể gọi anh được. Rồi, anh Chính cho Thành Nguyên hay nào, công việc của anh Chính hiện tại là anh đang làm gì anh ha? giờ thì mình thì con út gia đình đó là cũng có tanh canh tác được đó là 2 công rưỡi lúa, Hai rồi công rưỡi là lúa. vườn tạp thì cũng được mấy công là dừa xài rồi các loại cây này cái kia với một ao sen. Có ao sen luôn. Dạ sen để móc thu nhập hàng ngày vậy đó, cũng như ký giữ mình căng cho được cũng 30.000. Với nuôi gà giống này kia để ở đây cho một con nó bán lại cho dùng cho mình. Gà giống, Gà gà đá đó anh. gà đá Dạ ha. Có nghĩa là mình nuôi nó để mình mình đổ ra rồi mình nuôi cho nó chăm sóc cho nó lớn lên vậy đó, rồi con nó vậy bắt hả? nó bán giùm con rể á. Một năm như vậy thì mình xuất được khoảng bao nhiêu con anh ạ? Mình cũng không biết được anh ơi, nó đi ra từ đợt cũng Nhưng hai ba mà con ba bốn cũng con rồi 1 2 con gì đó, mình mới nó qua bắt 2 con nữa gì đó, rồi nhưng mà nó đậu cũng qua nhiều nó đúng coi rồi như đặt vụ cửa nó ra bằng bao nhiêu gì đó thì nó À coi vậy nó bắt, hả? chứ còn mình Con mà nó mới nở mình có biết con nào là con trai, con nào con gái không? không không biết. Không biết hả? Chờ Nó lớn nó lớn lớn lên lên đó, hả? lớn lớn lên là gì nào có thể mình biết Vậy hả? đó. Con mái thì tất nhiên là nó cái mọc nó ít hơn là con trống. Gà là mình phải gọi là Rồi trống lông đuôi mái nó chứ không có đúng gà, con trống nó lông đuôi nó không có gà, con không? gà mái thì lông đuôi nó đồng với nhau gì mà lông đuôi nó ra dài là con gà mái đó. Gà trống nó chậm ra lông đuôi dữ lắm. Vậy ha. Dạ Bình thường gà mình phải gọi là trống hoặc mái chứ đâu có dạ con trai hay là con gái đâu đúng có không? sao đâu. Rồi cho Thành Nguyên hỏi là trong cái quá trình mà mình chăm gà như vậy rồi có khi nào mà mình đưa gà của mình đi đá kiếm tiền không? Không không biết chơi, Không biết chơi. chơi cái đó nó chạm luật pháp là không biết chơi, Vâng. cái gì mà làm cái gì mà nghịch ý với luật pháp là không không chịu, đi ăn trộm ăn cắp hoặc cái gì là không chịu, tự chống tay tự mình làm ra chứ còn không muốn tham gì của ai hết, Thế không muốn rồi cho nó mời mình đi hay hoặc nó bắt mình đi là trên xã hội này
là thẻ cựu chiến binh này chắc nó xé bỏ luôn. Ừ. À, nó giấy phục viên có thẻ cựu chiến binh giấy tờ đầy đủ hết trơn mà. Anh chỉnh cho Thành Nguyên hay về cái tình trạng hôn nhân của anh nào. Thì tình trạng hôn nhân của anh là như thế nào? Tình trạng hôn nhân thì mình thôi, vợ cũng đây cũng tầm 7 năm rồi, con hôm nay cũng ba ngoài tuổi rồi, cũng có chồng có vợ tư riêng hết, còn giờ mình sống mình ên cô độc trong nhà vậy. Dạ. Cũng buồn, con nó cũng đốc, nó thôi ba đi kiếm một người khác, ba đây có người nào ba chọn trong trong cái kết nối đi rồi mà coi mấy người này vẫn có hai người hữu hỷ người ta. Chứ bỏ ba ở một nơi hoài, có ngày ba bệnh ba đau chết trong nhà không ai biết nữa. Dạ. Thế là mà anh có một người con thôi đúng không? Dạ, người con hôm nay ba mấy tuổi rồi, nó có chồng bên nó được 15 công ruộng và nhà nó cũng cắt. Dạ. Hồi được mấy trăm triệu cái nhà cắt. Ừ. Bên chồng nó cắt. Vậy bây giờ mình cũng buồn ha. Dạ. Trong khoảng thời gian mà anh chia tay với vợ là cũng 7 năm nay hả? Hay dạ. Là mấy năm? Có 7-8 năm nay. Ừ. Trong khoảng thời gian đó thì anh có tìm hiểu thêm ai khác không? Cũng có tìm hiểu nhưng mà nó không phù hợp được. Bởi vì tôi nói chỉ lên đây là trước tiên là nó mới chắc ăn thôi, chứ còn ngoài ra tôi nói thật anh ở dưới là không bao giờ chắc ăn. Yeah. Lên đây nó mới sự thật, còn ở dưới là không bao giờ sự thật. Yeah. Một cô gái nào cũng bị lên anh là trước tiên là chắc ăn. Yeah. Nó mới thiệt tình, còn ở dưới là tàn là lừa gạt giả dối không. Yeah. Cái chương trình của Thành Nguyên á, thì nó có một cái là như thế này. Thành Nguyên không có làm qua Zalo, không có làm qua điện thoại. Dạ. Bởi vì Thành Nguyên phải ghi hình thực tế và Thành Nguyên phải xác minh danh tính qua giấy tờ này kia nữa. Dạ. Cho nên là nhân cái clip của anh Chính thì Thành Nguyên cũng nói luôn là quý vị nào mà muốn tham gia bắt buộc phải đi về đây, còn nếu không đi về đây thì cũng có cách nào. Dạ. Dạ. Chứ đừng có xin số này cái nọ mà nó mất công, nó mất thời gian. Dạ. Cho cả hai. Cái đó đã thì nói như anh Chính là Thành Nguyên cũng nói luôn là như vậy, muốn kết nối thì bắt buộc mình phải đi về đây thì nó mới thực tế được. Yeah. Chứ còn mà qua điện thoại thì mình đâu biết được, nhiều người có gia đình này cái nọ để lên đây. Yeah. Là nó lòi ra hết à. Yeah. Lên đây mà Thành Nguyên phát sóng một cái là anh em bà con xóm giềng là đang còn gia đình người ta phản ánh lại ngay. Yeah, yeah. Chứ không có cái chuyện mà chỉ có Thành Nguyên và có gì thật mới lên đây nè. Biết đâu. Yeah, thật không lên đây đâu. Vâng. Rồi thì cái vấn đề đó thì Thành Nguyên cũng nói khá là nhiều rồi. Thì hôm nay Thành Nguyên cũng chỉ nói đến đó thôi. Để cô chú anh chị nào muốn tham gia thì còn biết cái cách thức nó tham gia sao. Rồi, ngày hôm nay thì anh Chính đến với Thành Nguyên thì anh muốn chia sẻ cho Thành Nguyên ý trung nhân như thế nào nè. Anh chia sẻ cho em hay nè. Tôi cũng có coi trên cái clip của Thành Nguyên là tôi là chọn kết là thẳng luôn là dưới cô là Việt Kiều đó. Cô Kiều. 52 tuổi rồi, sinh 1971 gì đó. Cô Kiều có hai con mấy Thanh Long hay gì đó. Cô Kiều mà tên thật là tên Việt. Dạ, tên thì gọi là Kiều. Dạ. Gọi chung lại là chị Việt Kiều. Dạ. Thích cô đó cho tối là để cho cô nói chuyện chút xíu cũng được. Là có nghĩa là mình cứ để điện thoại kế bên vậy đó. Dạ. Hả? Dạ. Đúng rồi. Rồi Thành Nguyên hỏi như thế nào sao sao cô đáp thì kia là ít kiếm được người mà nói chuyện như vậy đó. Dạ. Vì ta tự nói hai bàn tay trắng, ta không cần tiền ở bên chồng. Hơi của bên chồng mình đâu có nhào vô ăn được. Là cô Kiều cô nói là nó vô có tâm tư của người mình, nó động có tổng như cái gì á, nó thật luôn. Chưa có ai được một người nào nói chuyện như vậy chứ. Vâng. Nói như vậy đó mới gọi là thật đó. Còn cái gì đâu mà dòm vô tiền vô túi vô gì trên vô nó là biệt thự không, tôi hỏi anh làm sao sống nổi. Yeah. Mình hoàn cảnh cũng khổ nghèo rồi sống mà người ta đòi hỏi quá mình đến không nổi đâu. Yeah. Nguyên ơi. Có nghĩa là sau khi mà Thành Nguyên phát sóng cái chương trình của chị Kiều đó. Dạ. Thì tối nào anh cũng nghe cô nói à? Dạ. Một, anh nói, một anh đêm nói. Như vậy là mở đi mở lại mấy lần? Dạ. Thì cũng lần hai lần đi rồi. Lần hai lần gì đó. Dỗ chắc ngủ, bấm lên có nghe, khi lúc cũng quên rồi, tắt rồi nào thì. Tối nào ngủ rồi cũng nghe như vậy. Dạ. Rồi mới ngủ được, còn dạ. Không mở thì cũng ngủ được hết. Chỉ hết trong clip ra không biết bao nhiêu của Thành Nguyên này. Biết ngung thiên nào mà nó không có một người nào mà giữ bằng cái cô Kiều đó. Nó thích gì cái yeah. Tâm tư nguyện vọng là con người không có đòi hỏi gì cao sang quyền quý, tự hai bàn tay trắng là nó thích cái người đó. Yeah. Có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, dễ gì kiếm mấy người được. Yeah. Mình thương cho thật với nhau, đừng có thương giả dối. Yeah, nhiều khi cái chuyện tình cảm nó cũng khó nói ha. Chỉ yeah. Cần một cái lời nói của một nhân vật nào đó mà chạm đến trái tim của mình một cái là yeah. Nó thổn thức cũng biết sao mà nói luôn. Lắm luôn. Coi như bẻ cái máy giùm mình ôm mình hôn gió thì thấy cưng luôn á nha. Không có thật luôn á anh Nguyên. Yeah. Thấy cưng luôn, thấy thương luôn á. Yeah. Thương thiệt tình luôn á chứ không phải thương giả đâu. Vâng. Thì cái chặng đường mà ba tiếng mấy từ
Thoại Sơn An Giang mà đi về Cần Thơ là cũng hơn 100 cây số á. Dạ. Dạ. Mà dạ. Anh dậy từ lúc đi từ 6 giờ mà cho đến gần 10 giờ mới tới đây là thành dạ. Cũng biết được cái tấm chân tình của anh như thế nào rồi, cũng dạ. Như là cái sự nghiêm túc của mình. Dạ. Vâng. À, nhưng mà Thành Nguyên cũng phải nói trước với anh Lê Hồng Chính một điều rằng là không phải ai đến với chương trình của Thành Nguyên cũng đều kết nối thành công đâu. Dạ. Anh hiểu điều đó đúng không ạ? Dạ. À, mặc dù Thành Nguyên nói cái câu này ra thì nó hơi phũ phàng chút xíu nhưng mà thực tế đôi khi là nó vậy. Dạ. Dạ. Thì nếu như mà anh Chính mà được chị Kiều mà hồi đáp lại đó thì Thành Nguyên không phải nói làm gì. Dạ. Nhưng mà trường hợp mà chị không có hồi đáp lại cái tình cảm của anh ấy, thì anh có mở lòng với những người phụ nữ khác không? Chưa, có bên cái cô tướng dĩ mà tìm nhà không được, chỗ ảnh quay mà ảnh để là kết nối đó là hai chị em tranh đôi ở Gò Công. Dạ. Là cô là cô Phương đó, cô Tiết Phương đó. Ừ. Với một cô Thương hay gì đó. Ừ. Cô Thương, hai chị em là kết một người mà không có đi đến được. Ừ. Rồi tới bắt đầu qua là mấy mở qua bên của Thành Nguyên thì thấy có một người là hôm nay không biết cái cô Kiều này cụ lên bao lâu thì không biết mà thấy vừa bụng luôn, vừa còn hơn bên kia luôn. Đi đầu, tìm rồi mà... đầu tiên là ưng hai cô bên kia. Dạ. Nhưng mà sau khi mà xem được của cô Kiều một cái là thôi ưng cô này hơn hai cô bên kia. Dạ. Có nghĩa rằng là nếu như chị Kiều mà không có hồi đáp lại tình cảm của anh ấy, thì anh cũng không có mở lòng ai à? Không, chưa đâu. Tính ở vậy luôn à? Ừ, từ nữa tới là anh Thành Nguyên nữa. Nhưng mà cổ có gia đình rồi thôi đi, để thẳng từ từ cứ nhóc ở trong đó cho mà chưa có được có được. Dạ. Nếu như mà không chọn ai là cũng hơi uổng á, uổng đời trai á. Là cái gì nè, nó lòn thòn cũng như hai ba đứa con. Ừ. Cây cô đó thì thấy thích rồi đó. Nhưng yeah. Mà nó có lòn thòn mấy đứa con không chịu. Cũng như mình là tức nhiên là mình lên. Còn cái cô và Việt Kiều đó là tức nhiên là cổ không cũng gả con rồi. Ừ. Đứa con mới ra học cái gì mấy tháng nó cũng nói đó là yeah. Cũng gả rồi. Cho nên hai người kết hợp với nhau gì đó ngon lắm. Không có con ông con bà gì hết là nó dễ dàng. Còn con mà nó có nhớ cha nhớ mẹ thì nó về nó thăm, nó rất là hạnh phúc, nó rất vui là gì. À, thích gì có nó nhóc có chân mà nó lòn thòn. Ừ. Có anh Nguyên ơi lòn thòn lắm. Được. Con trai con gái gì tùm lum hết trơn, mẹ nó thương thì nó không nói với mình khổ nữa, phải không? Dạ. Yeah. Ừ, gì đó. À, những cái tâm tư, những cái nguyện vọng của anh Lê Hồng Chính ấy, thì Thành Nguyên cũng đã ghi nhận đây rồi. Anh mong muốn bày tỏ tới cho chị Việt Kiều ha. Dạ. Yeah. Tên thường gọi là chị Kiều. Thì thôi cũng chừng lại nữa nhưng mà yeah. Cũng chưa có chồng và tôi kết cổ. Yeah. Giá nào cho rất thương luôn. Về cái tâm tư nó vừa trong cái hoàn yeah. Cảnh của mình, hoàn cảnh của cổ nó vừa dữ lắm. Dạ. Yeah. Rồi thì có gì thì em sẽ gửi thông điệp này tới cho yeah. Chị Kiều. Yeah. Nếu như chị Kiều mà phản hồi lại thì Thành Nguyên sẽ cho anh hay liền. Dạ. Yeah. Yeah. Cuối chương trình thì anh Lê Hồng Chính có cái điều gì nhắn nhủ riêng tới cho chị Kiều cũng như là quý vị đang xem chương trình của Thành Nguyên vài điều nào? Thì chỉ có vậy thôi, xuống đây là mơ ước là chỉ là nói là cho Thành Nguyên biết là tôi đã về là một cái sự là thấy rất thích, rất thương về là hoàn cảnh của Kiều thôi, chứ còn ngoài ra là không nói gì với ai nữa hết. Dạ. Dạ, hôm nay cũng tạm dừng được, em về còn đường xa quá. À, rồi, ok anh. Dạ. Dạ, dạ vâng, kính thưa quý vị thân mến, thì những tâm tư, những nguyện vọng của anh Lê Hồng Chính bày tỏ thấy cho chị Kiều, Thành Nguyên cũng đã ghi nhận và những gì chia sẻ thì anh cũng đã chia sẻ rồi. Còn bây giờ Thành Nguyên cũng xin phép được tạm dừng video tại đây và cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành dõi theo cùng Thành Nguyên. Cũng như thường lệ quý vị khi xem video đừng quên nhấn like, đăng ký kênh và bật rung chuông kế bên để không có bỏ lỡ một cái video nào mới nhất của Thành Nguyên đưa lên nha quý vị. Em cũng chúc cho anh Chính trên đường về bình an. Dạ. Cũng như là sang năm mới gặt hái được nhiều thành công thì, ha. Kết vụ rồi xong hoàn chân thì Hồng Chính cũng xin kính chúc gia đình được dồi dào sức khỏe và trên cộng đồng mạng được là vui vẻ và như ý. Rồi ok anh ha. Dạ dạ dạ.